nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay. Con điên, không lẽ bàn tay lại nắm bàn chân à? Khó tin. Vâng, và xin chào các bạn đã trở lại. Mở đầu chỉ mang tính chất giải trí thôi nhá, ha ha. Và bây giờ mới vào vấn đề chính nè. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một em loa có tên là Button. Và đây là hai chiếc loa Button 351 siêu siêu rẻ, công nghệ Hàn Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem hai em này có gì mới và đặc biệt nhé. Với thiết kế đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ hiện đại vốn có, loa Button 351 có kích thước vừa vặn, không quá lớn, dễ dàng bố trí trong gia đình như một vật dụng nội thất. Đặc biệt với kiểu dáng khối vuông khá chắc chắn, làm tăng vẻ mạnh mẽ cho sản phẩm. Mặt trước là màn lưới loa và logo ở giữa, phía trước cấu tạo hai lỗ thông hơi có chức năng tản nhiệt. Hơn nữa, bạn có thể lắp đặt sát tường mà không lo giảm chất lượng âm thanh cũng như độ bền của loa. Mặt sau, loa bố trí đầy đủ các cổng kết nối để dễ dàng phối ghép với các thiết bị khác. Loa Button 351 đánh nhạc trần phòng 20m², cụ thể là công suất đạt 150W trên một loa. Và như thế, hai loa thì chúng ta đã có 300W rồi đúng không nào? Và loa Button 351 đánh nhạc đủ lực và bắt tai, trường âm thanh đều và phủ kín, khiến chúng ta không bị hụt âm, âm thanh rõ ràng và chân thật. Củ bass thì lên đến 2.5 tức, mang lại tiếng bass chắc và nổi rõ, hỗ trợ hát karaoke thì nhẹ nhàng, đồng thời tái hiện sắc nét chất nhạc của bài hát. Nhạc mạnh thì bắt tai, còn nhạc nhẹ thì vô cùng cảm xúc. Loa Button 351 trang bị công nghệ cân bằng âm thanh của Hàn Quốc, cho chất âm bắt tai khi mà tự động chỉnh giọng ca của người hát, cho giọng cao ấm áp hơn, còn giọng trầm thì thanh thoát hơn rất nhiều. Bên cạnh đó còn trang bị màng lọc âm chuẩn audio của Hàn Quốc, giúp khử bỏ tiếng rè, lọc bỏ tiếng nói chuyện, vỗ tay khi hát, giúp bạn hát karaoke thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Và bây giờ là đến phần đánh giá ưu nhược điểm của loa Button 351. Về ưu điểm, loa Button 351 có rất là nhiều ưu điểm như sau. 1. Là phòng dưới 20m² đánh nhạc rất là bốc. 2. Âm bass chắc, không cần thêm loa xúc đâu. Và 3. Là chơi nhạc trữ tình cực kỳ chất. Còn 4. Là hát karaoke rất là nhẹ nhàng luôn. 5. Là hát lên cao, ít khi mà bị rè và vỡ tiếng. Còn về nhược điểm thì sao nào? Chỉ có một số nhược điểm như sau. 1. Là phòng rộng trên 25m² thì bạn cần phải bổ sung thêm loa xúc. 2. Là đánh nhạc đen hay nhạc trì mít ở mức âm lượng lớn hơn thì nó hơi bị chát tai một tí. Và thứ 3 cuối cùng, đấy là khi hát nhạc hay hát karaoke thì nó rất là ổn, nhưng mà xem phim thì nó không được hay lắm. Vâng, và trên đây là một số ưu và nhược điểm mà các quý vị cần phải lưu ý khi nhắc đến loa Button 351. Loa Button 351 là dòng loa giá rẻ bán chạy nhất được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn cho dàn karaoke của gia đình mình. Và không chỉ vì tính năng vượt trội, loa Button còn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dùng khi mà sở hữu mức giá hết sức nhẹ nhàng. Và còn nhẹ nhàng hơn khi quý vị đến với Vida của chúng tôi với mức giá chỉ 3.600.000 đồng. Vâng, chỉ 3.600.000 đồng, được bảo hành chính hãng 12 tháng nha quý vị. Vida lắp dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn như quán karaoke Sài Gòn. Ghé ngay hệ thống showroom Vida để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1-207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2-105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3-178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4-320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vida.vn hoặc www.vidashop.net xem chi tiết.